Sôm chim rệp xua bát bọc mai bong bồn từng ở khnì nơi khăn ông thay nít khi nhom bát nâng đi dây tiệt tống từ căn rừng rau vị nhiên miền bắc rừng rau nơi khăn ông thay nít đôi áo vải đai bọc mai bong bồn từng ở khnì bàn khơi nơi khăn cặp ba video hai nít cứ chia cá bô chia xạ sọp lợt tỉ bảy nơi xạ sọp đai bô chia dạng nà có bô chia ở trẻ đôi chân nơi rừng đi bàn đạp hai co mình đai kết tha viêm miền rừng bẹp nì cả lang bất bạc cọ nụ tê rương mùi ní ban tiện tồn tờ can lộn ở bốc rồi bỏ phá nhiêu kể tử dụng mà nè miên chứ mùa tha khôn mình khôn mến quật miên lộn ở bốc ban chữ chia liệu cả nạ chung ngư mà hà rích hai lộn ở bốc ban sắp bật bong chỉ vật tư bê nút khang cổ xa ban dốc xa sắp tờ bò chì nơi khăn nóng bạch chát đột khó mọi nơi khăn nóng vụt mùi bọn tố pinu tơ ban mùi ả tịch miên nẹ phùm ban sắp hai dốc tờ bò chì nơi khăn nóng bạch chát đột khó mọi tài mùi hai nô con nông khẩn nạp bê nút có sắp tên miên bộ rõ mà nịa cốt bán đà ở tớ kháng cây bạch hà hai nơ kháng cây bạch hà cứ miên sạch tực bê nút cốt bán khởi chi liệu cả nạ xạ xọp mùi tai xạ xọp nút cứ miên tai bịa cả đà khu luôn tế đáy bán cổng bọt cứ miên trâm tại khu bà hai nâng khu luôn liệu cả nạ xạ xọp đôi chỉ trở phần lương chai khu lòi kỳ tì nơ con nông bê nút thơ vơ ao nịa sọc nịa phùm miền ca bà chào lào có nôm khía rột mở mờ nâu khăn ông bê nụ khôn mình có bán mọc đài bê đại cuộc bán mơ cho bán mơ làng viết sợ điên tờ can lộn ở bốc rồi bỏ cuộn hai cuộc có bán xù tờ can ở cha phá lục đài chỉ nhận đột khó mòi tha ta đi chi lộn ở bốc rồi bỏ cuộn bệnh mên đài rửa ớt cứ viết đôi nà viết sợ điên khăn lăng nà bán xù cho bán xù làng mơ cho mơ làng nhận đột khó mòi có bán bà đập tha cứ bệnh mên hơi bê nút thơ vơ ai nịa phùm, có đôi chia khôn luôn ở bọc khôn mình miên ca ngưng cho ngói dạng khăn. Xua tha hẹt ấy, bán chỉ dục xạ sọp, rục bó lộn ở bọc phò cốt móc bò chót bạp nì. Bê nút nịa đọt khó mỏi, có bông tụt tù. Thơ vơ ai nịa sọc nịa phùm, miên cáp nhịa phá ai dạng khăn. Cư cốt bán để dạy tha, xạ sọp lộn ở bọc rồi bọc khôn mình. Cư cốt bán khom đọt nà, bọn tay đọt dạng nà, có đọt ở trẻ. Đôi chân này hỏi, có bần tua bình nụ tử kháng cồng cửa xa rồi bỏ khôn mình. Bạn thơ vơ ca nịm môn bệ xong, mọc thơ vơ bị thị. Bên nút bệ xong cột bàn dục, xạ sóp đàn đau môi cổng nặt. Dục tự cọp nơ nâng đầy, ở dịp bên mò rồi tháng ngày. Hai cột bàn cua mọc vinh, đâm bấy dục tự bồ chia mà đoàn tiệt. Bên nút bệ xong cư chuyển đẹp đặc mục, chuyển nịa riêng trong bị thị đòi ổn anh. Tái ảo vậy để bàn cả lăng, xạ sóp mùi nụ. Đốt giang nà, có đốt mình bồm chè, nơi khăn ông bể nụ. Khang côn cháu, khang cồm cổ xa có bàn nôm khá nếp bị phía xa xu nôm. Ông bí rương rao tiếng đi tơ mau có bàn đăng tha. Lốt ở bốc rồi bọc luôn. Bán tờ xạ dôn, bán bánh cho môn ả cung. Miên tiếng rụp khá, miên bà lây bình khá luôn. Cứ so tay chi ả sò, rồi bọc khám ai bỏ dương tiếng ọt. Đôi chân này hời, cha cha nửa tí nút cuốn miên cá chữ thà. Cá xạ đại bán bình cho môn ả cung tiện tôn từ nâng ca cắp mình một đất mình khe cứ ách nâng thơ áo riêng cài khlang khla cắp co mình một đất co mình khe bật mên đi cứ chia ca chữ rồi bắt cha cha nửa tí nu có đôi chia khang côn cháu cồng cù ra rồi bỏ cốt tiếng mùl đôi chân này hời nâu khăn ông thằng ngày nít khôn mình bán thơ đầm nào cho rút nâu khăn ông cám bị thi đầm bấy xoay rốt đầm nọt đọt sai rương rao mùi nít trong đăng tha ta hẹt ở vấy bán chi lục ở bục rồi bỏ cốt đất mình khe ta cốt nợ bà rõm huông hai nhỏ vầy, cư cốt chọn đăng khẳng nạ. Bọn tốt bình đủ, khôn mến ban thơ vơ đồng nào cho rúm nợ khăn ông kháng bị thi. Kháng bị thi có rồi bỏ dường, cốt ban thơ vơ ca sva cung. Hai ban cho rúm rùm lệch tốt ông bì rương ráo để ban cạt lăng. Hai có xu nôm, ông bì rương ráo mù là hai tao bởi miên hai ca ở vầy khá lạc, cạt lăng ban đó dạng nạ. Nợ khăn ông bình đủ, khôn mến cậu ban nị dây rịp rộp tha, lốc ở bốc rồi bỏ cốt miên chùa tha xồm sắc. Rồi có chia khổ nòi, quốc cư chia mà nông mà đẹp đài phật ra chuộng bà rầy, nị dây rôm tớ chia mà nông mà đẹp đài sập bài. Anh chân, nâu khăn ông thăng ngay đài thơ vơ ai cột bàn sẽ lắp bạch bóng chỉ vật. Cư lốc ở bốc rồi bỏ quốc cơ chạp hạ đào miến chùm ngư, thật liệu khá luôn chư, chia chùm ngư mà hà rích. Đôi chân này hơi, à ca rạ rồi bỏ quốc cơ chạp hạ đào chư, chư rồi hốt thơ vơ ai cột, mình ách cơ rọc đào bàn. Quốc trơ ô cầm lăng, đếch nâu nâng kể, đếch nâu nâng tề tay mà đòn. Đói xa tại cuộc, bạn đếch ở dịp bê dạng dù. Đôi chân này hỏi thơ vơ ai riêng cài, mục mượt bỏ cuộc cơ chạp đàm hàm.
ពេលនោះគាត់ក៏បានយកលោកឪពុកទៅរក្សានៅខាងមន្ទីរពេទ្យពេលដែលខាងក្រុមគ្រូពេទ្យគាត់បានធ្វើការពិនិត្យធ្វើការជួយសង្គ្រោះគ្រូពេទ្យបានប្រាប់ថាលោកឪពុករបស់ខុនមិនបានកើតជំងឺមហារីកដំណាក់ចុងក្រោយហើយនៅក្នុងពេលនោះធ្វើឲ្យខាងក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់មានការព្រួយបារម្ភពិបាកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងហើយលោកឪពុករបស់ខុនមិនក៏បាននិយាយទៅកាន់ខុនមិនថាបើសិនជាពុកកើតអីមានរឿងរ៉ាវអីសូមកូនកុំបោះបង់ចោលលោកឪពុកឲ្យសោះខុនមិនបាននិយាយទៅកាន់លោកឪពុកថាគឺគាត់មិនបោះបង់ចោលនោះទេឲ្យគាត់បោះបង់ចោលយ៉ាងម៉េចនេះគឺជាលោកឪពុកដូច្នេះហើយបន្ទាប់ពីនោះទៅខុនមិនបានធ្វើដំណើរត្រឡប់មកផ្ទះវិញអញ្ចឹងលុះដល់ពេលយប់គាត់ក៏បានដាក់ខ្លួនដេកស្រាប់តែគាត់បានដេកយល់សប់ឃើញលោកឪពុកមករកមិនដឹងថាគាត់ចង់មកប្រាប់ឬក៏មកលីអ្វីមួយយ៉ាងបន្ទាប់ពីគាត់បានដេកយល់សប់ទៅស្រាប់តែបងស្រីរបស់គាត់បានធ្វើដំណើរហើយមកប្រាប់គាត់ថាមិននៅក្នុងពេលនេះលោកឪពុកបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅហើយអញ្ចឹងគឺធ្វើឲ្យខាងក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ពិតជាក្រៀមក្រំសោកសៅយ៉ាងខ្លាំងអំពីករណីដែលត្រូវបាត់បង់លោកឪពុកដូច្នេះហើយនៅក្នុងថ្ងៃធ្វើពិធីបុណ្យសពគាត់បានរៀបចំធ្វើពិធីបុណ្យសពចំនួន3ថ្ងៃនៅក្នុងថ្ងៃទី1ទី2អត់មានរឿងរ៉ាវអីនោះទេប៉ុន្តែនៅក្នុងថ្ងៃទី3គឺជាថ្ងៃបូជាសាកសពគាត់ចាប់ផ្ដើមបូជាសាកសពគឺម៉ោង3រហូតដល់ម៉ោង6ល្ងាចអញ្ចឹងគឺនៅក្នុងខណៈពេលដែលកំពុងតែបូជាសាកសពអាវ័យដែលចម្លែកអាវ័យដែលគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនោះផ្សែងបូជាសាកសពរបស់លោកឪពុករបស់គាត់គឺបានហោះទៅវល់វល់នៅក្បែរនៅក្នុងបរិវេណផ្ទះរបស់គាត់តែម្ដងគឺហោះទៅវល់វល់នៅកន្លែងនឹងហើយកន្លែងបូជាសាកសពចំងាយពីវត្តទៅកាន់ផ្ទះរបស់គាត់គឺ500ម៉ែត្រគឺកន្លះគីឡូដីឯណោះផ្សែងបានហោះមូលវល់នៅក្នុងផ្ទះរបស់គាត់នឹងតែម្ដងវល់ចុះវល់ឡើងអស់រយៈពេលប្រហែលជាកន្លះម៉ោងទៅផ្សែងទាំងអស់នោះរលាយអញ្ចឹងហើយគឺធ្វើឲ្យខាងក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់បានគិតថាប្រហែលជាលោកឪពុកមានការបារម្ភហួងហែងខ្លាំងណាស់ដោយសារតែគាត់ធ្លាប់និយាយថាគាត់ស្រឡាញ់ទៅកាន់ប្រពន្ធទៅកាន់កូនគាត់មានការព្រួយបារម្ភគាត់មានការនឹកនាអញ្ចឹងប្រហែលជាដួងវិញ្ញាណរបស់គាត់មិនព្រមទៅណាទេលុះដល់ម៉ោង12យប់គឺគាត់បានបូជាសាកសពរបស់លោកឪពុករួចរាល់ហើយអ្វីដែលបានកើតឡើងដួងវិញ្ញាណរបស់លោកឪពុកបានចូលសណ្ឋិតទៅកាន់ក្មួយស្រីរបស់គាត់ម្នាក់ដូច្នេះនៅក្នុងពេលនោះបានចូលទៅលើផ្ទះអ្នកម្ដាយក៏បានធ្វើដំណើរទៅបាននិយាយបានឃើញហើយអីហើយប៉ុន្តែមានបុរសម្នាក់ដែលជាជាងភ្លើងនៅទីនោះគាត់អត់មានការជឿថាអូគឺមានដួងវិញ្ញាណខ្មោចចូលពិតមែនទេអញ្ចឹងហើយដួងវិញ្ញាណរបស់លោកឪពុកដែលបានចូលទៅកាន់ក្មួយស្រីក៏និយាយទៅកាន់បុរសនោះថាហែងចង់សាកមួយអញមែនបើហែងមិនជឿចាំអញធ្វើឲ្យមើលនៅក្នុងពេលនោះបុរសនោះក៏បានប្រាប់ថាអត់ទេខ្ញុំមិនចង់សាកខ្ញុំមិនខ្លាំងអីនោះទេអញ្ចឹងហើយលោកឪពុករបស់គាត់បានយកចានមួយមានធូបមានទៀនមានរបស់របរមួយចំនួនដាក់នៅក្នុងចានហើយគាត់បានធ្វើពិធីសូត្រផ្លុំសូត្រផ្លុំអ្វីដែលបានកើតឡើងគឺចានដែលមានធូបមានទៀនទាំងអស់នោះស្រាប់តែបានឆេះវុលទៀងអត់មានប្រេងទៀងអត់មានសាំងទៀងអត់មានអ្វីដែលជាជាតិឆេះនៅនឹងទេធ្វើឲ្យពួកគាត់មានការជឿថានេះគឺជាលោកឪពុករបស់គាត់ពិតប្រាកដមែននៅក្នុងពេលនោះបុរសម្នាក់នឹងគាត់ចង់សាកថាបើសិនជាលោកឪពុករបស់គាត់ពិតជាខ្លាំងពិតមែនឲ្យទាយធុកដែលគាត់បានកាន់នៅនឹងដៃនេះតើមានប៉ុន្មានដើមទៀងដែលខ្លួនគាត់យកមកគាត់ក៏អត់ទាន់បានរាប់ថាមានប្រមាណអីប្រមាណក៏គាត់អត់ទាន់រាប់ដែរនៅក្នុងពេលនោះដួងវិញ្ញាណរបស់លោកឪពុកដែលបានចូលសណ្ឋិតទៅកាន់ក្មួយស្រីបានប្រាប់ថាធុកដែលបានកាន់នៅនឹងដៃគឺមានចំនួន9ដើមអញ្ចឹងពេលដែលគាត់បានយកមករាប់គឺមានជាលក្ខណៈ9ដើមពិតប្រាកដមែនដូច្នេះហើយអាការៈដែលត្រូវដួងវិញ្ញាណខ្មោចចូលមួយនេះគឺបងប្រុសរបស់គាត់ម្នាក់បានទៅយកអង្គដែលបានបញ្ចុះទៅនឹងគាថាមុនអាគមយកមកគប់យកមករោយធ្វើឲ្យដួងវិញ្ញាណរបស់លោកឪពុកផោះគាត់ក៏បានចាក់ចេញទៅអញ្ចឹងក៏បន្ទាប់ពីហេតុការណ៍មួយនឹងពេលដែលបានបូជាសាកសពរបស់លោកឪពុកបានមួយថ្ងៃ
លុះដល់ស្អែកឡើងស្រាប់តែគាត់បានឃើញថាដួងវិញ្ញាណរបស់លោកឪពុកបានបង្ហាញខ្លួនឈរនៅខាងមុខផ្ទះនឹងតែម្ដងគឺគាត់បានក្រលៀសឃើញមួយភ្នែកគឺឃើញថាមកតែពាក្យកដាខ្លួនអត់មានដៃទាំងសងខាងប៉ុន្តែទឹកមុខរបស់គាត់បានញញឹមដាក់កូនចៅពេលដែលគាត់បានងាកទៅមើលម្សាទៀតគឺលោកឪពុករបស់គាត់ក៏បានបាត់អញ្ចឹងក៏បន្ទាប់ពីនោះពិធីកររបស់យើងបានសួរទៅកាន់ខុនមិនថាតើរឿងរ៉ាវដែលទាក់ទងទៅនឹងការបូជាសាកសពមិនឆេះនោះតើវាមានហេតុការអ្វីទៅខុនមិនក៏បាននិយាយថានៅក្នុងថ្ងៃបូជាសាកសពរបស់លោកឪពុកផោះគាត់គឺចាប់ផ្ដើមបូជាម៉ោង3ហើយម៉ោង6គឺបូជារួចរាល់ហើយនៅក្នុងពេលនោះអ្នកម្ដាយរបស់គាត់បានទៅសួរអ្នកដុតខ្មោចដែរថាតើពេលនេះសាកសពបានឆេះអស់ហើយឬនៅអ្នកដុតខ្មោចបានប្រាប់ថាអូគឺបានឆេះអស់ហើយមិនចាំបាច់មើលអីទេបាទគាត់បាននិយាយបែបហ្នឹងអញ្ចឹងខាងក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ក៏អត់មានការព្រួយបារម្ភក៏មិនមានការសង្ស័យអីទេដោយសារតែលោកឪពុករបស់គាត់មានមៀតល្អិតតូចតែមួយអញ្ចឹងប្រហែលជា1ម៉ោងទៅ2ម៉ោងប្រហែលជាឆេះអស់ពិតមែនប៉ុន្តែរឿងរ៉ាវដែលធ្វើឲ្យគាត់បានដឹងការពិតអ្នកស្រុកអ្នកភូមិគាត់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតអញ្ចឹងហើយគាត់បានបូជានៅក្នុងបច្ឆាដុតខ្មោចនឹងដែរនៅក្នុងពេលនោះស្រាប់តែមានបុរសម្នាក់គាត់បានដើរទៅបត់ជើងនៅខាងក្រៅបច្ឆាអ្វីដែលគាត់បានឃើញគឺឃើញជាលក្ខណៈដុំខ្មៅខ្មៅបានអណ្ដែតទឹកធ្វើឲ្យគាត់មានការងឿងឆ្ងល់គាត់បានសម្លឹងចុះសម្លឹងឡើងវាគឺជាសាកសពនៅក្នុងពេលនោះអ្នកស្រុកអ្នកភូមិគាត់មានការភ្ញាក់ផ្អើលក៏បាននាំគ្នារត់មកមើលពេលនោះខុនមិនគាត់ក៏នៅទីនឹងដែរខុនមិនបានមើលចុះមើលឡើងគាត់មានការសង្ស័យក៏ទេទាក់ទងទៅកាន់អ្នកម្ដាយម៉ែនៅក្នុងពេលនេះបានឃើញជាលក្ខណៈសាកសពពាក្យកដាខ្លួនវាស្រដៀងទៅកាន់លោកឪពុកខ្លាំងណាស់ពេលនោះអ្នកម្ដាយបានធ្វើដំណើរមកពេលដែលគាត់បានធ្វើដំណើរមកគឺបានឃើញថាជាប្តីរបស់គាត់ 100% អញ្ចឹងគាត់បានអះអាងថានេះគឺជាប្តីរបស់គាត់ពិតមែននៅក្នុងពេលនោះខាងប៉ូលីសសមត្ថកិច្ចបានសួរថាហេតុអីបានជាច្បាស់ម្ល៉េះគឺអ្នកម្ដាយរបស់គាត់បាននិយាយថាពិតណាស់ជាប្តីរបស់គាត់នៅក្នុងពេលនោះគាត់ក៏បានទេទៀតតងទៅកាន់អ្នកដុតខ្មោចបានសួរថាតើប្តីរបស់គាត់បានដុតឆេះពិតមែនដែរឬអត់តើនេះជាសាកសពរបស់អ្នកណាដំបងឡើយអ្នកដុតខ្មោចគឺគាត់មិនព្រមទទួលអីទេប៉ុន្តែអ្នកម្ដាយរបស់គាត់បានសន្លត់ថាបើសិននេះជាសាកសពរបស់ប្តីរបស់គាត់ពិតមែនគាត់នឹងដាក់ពាក្យបណ្ដឹងគាត់នឹងរករឿងតែម្ដងអញ្ចឹងហើយធ្វើឲ្យអ្នកដុតខ្មោចនោះក៏ព្រមទទួលយកការពិតថាគឺពិតណាស់ជាសាកសពរបស់លោកឪពុកខុនមិនពិតប្រាកដមែនគឺគាត់បាននិយាយរៀបរាប់ថានៅក្នុងថ្ងៃបូជាសាកសពនឹងគាត់ព្យាយាមដុតយ៉ាងណាក៏ដុតអត់ឆេះដែរអញ្ចឹងហើយដោយសារតែវាល្ងាចម៉ោង6ម៉ោង7ហើយគាត់ក៏មិនហ៊ានយករឿងរ៉ាវទាំងអស់នោះទៅប្រាប់អញ្ចឹងក៏បន្ទាប់ពីនោះទៅខាងអ្នកម្ដាយរបស់គាត់ក៏មិនបានគិតក៏មិនបាននិយាយអីច្រើនទេក៏និមន្តព្រះសង្ឃឲ្យមកធ្វើពិធីម្សាទៀតគឺបានស្រង់សាកសពរបស់លោកឪពុកដែលមានត្រឹមតែពាក្យកដាខ្លួនគឺយកទៅកប់នៅនឹងដីទុករយៈពេល100ថ្ងៃដើម្បីគោះយកមកវិញហើយធ្វើការបូជាទៅម្សាទៀតអញ្ចឹងគឺនៅក្នុងថ្ងៃគម្រប់100ថ្ងៃពេលដែលគាត់បានគោះមកហើយសាកសពគឺនៅតែដដែលបាស់អត់មានដាច់កន្លែងណាទេក្បាលខ្លួនអីហ្នឹងគឺនៅជាប់គ្នាដូចដើមដូច្នេះហើយបន្ទាប់ពីនោះទៅខាងព្រះសង្ឃបានធ្វើពិធីសូត្រមន្តបង្សកូលរួចអីរួចបានធ្វើការបូជាទៅម្សាទៀតប៉ុន្តែសានឹងខាងកូនចៅក្រុមគ្រួសារហើយក៏បានដូនអ្នកដុតខ្មោចថ្មីយកមកបូជាលោកឪពុកផោះគាត់គាត់បានយាមមកយប់ទល់ភ្លឺអញ្ចឹងគាត់គិតថាប្រហែលជាដុតឆេះសពគ្រប់ហើយដោយសារតែដំបងគឺឃើញថាភ្លើងបានឆេះយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅគឺឆេះខ្ទេចហើយប៉ុន្តែលុះដល់ព្រឹកឡើងគាត់បានទៅមើលគឺឃើញថាលោកឪពុករបស់គាត់គឺដុតអត់អស់បាទគឺអត់ឆេះអស់ទេអ្វីដែលនៅនោះគឺនៅត្រឹមខ្លួនដែលលោកឪពុករបស់គាត់បានសាក់អញ្ចឹងហើយធ្វើឲ្យពួកគាត់មានការងឿងឆ្ងល់យ៉ាងខ្លាំងអេហេតុអីទៅបានជាដុតមិនឆេះបែបហ្នឹងគឺទៀងដែលពួកគាត់បានអង្គុយយាមហើយអញ្ចឹងធ្វើឲ្យពួកគាត់មានការគិតថាលោកឪពុករបស់គាត់បានទៅសាក់ជាលក្ខណៈ
bánh cho môn ở công bệnh mên. Anh chân, cốt ban xã chỉ lệ cả nạn, cắp mình một đọt mình chè. Bởi hãy chỉ rương ráo bà nhà hà bùi này hơi. Đại thơ vớ ai lục ở bục rồi bỏ cốt, đọt giang nà, có đọt mình chè. Rứ có cốt miên rương ráo bà nhà hà ở vầy xên tiết tệ đắng. Ban chỉ thơ vớ ai hai ca muốn đi, mình chóp đôi rồi luôn xo. Đôi chè này hơi, có bình tù bình đột tử. Kháng bị thi co rồi bỏ dường, cốt ban xú tư căn khôn mến bình thèm tiệt tha. Khôn mến thơ vớ đâm nào cho rung nợ khôn ông thằng ngày đi. Miên rương ở vầy ở kháng cám bị thi chui. Khôn mến cốt ban bạp tha cứ cốt chọn đằng khẳng nà. Ta mù là hết đài lục ở bộ rồi bỏ cốt đọt mình chè. Ta cốt tiện tôn từ đường rương rào ca xạ mùi ní. Hai cốt miên bị ở vầy chọn để dây bạp đàm phá nhau này nôm tư căn khôn cháu đài rửa ọt. Ní cứ chia sầm nụ, đại quốc chọn đăng tay bằng bằng đi anh. Anh chẳng có bần tu bình nô tốc bị thi co rồi bỏ dân. Quốc ban thơ cá anh chơi phía riêu. Bế đại phía riêu ban thơ đâm nà cho rung nở khổ nông cám bị thi. Phía riêu quốc quốc ban đi dây tờ cán khôn bình tha. Quốc tờ tu tái thằng ngày khai cho năm cầm nạt đi mọc tỷ. Anh chẳng nở khổ nông khả nạp bế đại quốc ban tờ tu thằng ngày khai cho năm cầm nạt. Hai quốc ban an tờ nế. Cứ quốc ban khởi thà. Trong náu mần đô tình bì nế ní. Miên mần đông với nét đại trợ sắp bật bóng chữ vật. Hai ca sắp bật bỏ cốt và hai chữ miên ca bị buồn tờ nâng rương ráo chùm ngư hai. Hai áo vây mà giang tiệt nụ. Đúng vụ nhìn, ọt tuôn tờ nà tề. Cứ cốt miên ca, bà rõm huôn hành tờ cán côn chơi khẳng nà. Anh chẳng bà sân chỉ cốt miên côn bật mền. Cứ cốt bà rõm tờ cán côn côn. Hai côn nụ, cứ chia khó luôn rồi bỏ khôn miên đi anh. Hai cô bẩn tuộc bị nụ. Phía riêu ban xú từ càng khôn bình thà, ta khôn mến miên bóng bà ôn bọt mán nẹ. Khôn mến ban bạp thà miên bạm nẹ, cứ cốt trời chỉ còn tỷ bầy. Bê nước phía riêu ban để dạy thà, đúng vị nhiên, bà rõm từ càng khôn mến khá lăng chuyện kỳ. Đòi xa tay khôn mến, chia mà đúng mà nẹ. Đã ruột nấu mơ thai, đã xin đất xa chỉ muốn lúc ở bốc chuyện kỳ. Anh chẳng cốt miên ca bà rõm thà, ta khôn rồi bỏ cốt, trời ruột, trời to xú tổ mục. Đã đôi rồi biếp nà, bỏ sân chỉ có miền cột. Hai phía riêu, bàn xuống bần thèm tiệt tha. Ta nấu khó nông chùm nòm côn côn tình ọt. Ta côn ti bọn màn đại thơ vớ ôi lục ở bụng miền ca bụi bà rộm miền ca bị bạ chất chiến kê. Cứ khôn miền bàn bạp tha, cứ chịu bọn sợi tỷ bì. Đôi xa tại bọn sợi, cốt ở sâu chết mơ thai khôn ai bà màn tê. Cốt ở sâu chết thơ vớ ấy ở sâu chết kết ấy bà màn anh chân hỡi. Mình tha ca ngươi rư ở vây gỡ đòi. Lúc ở bốc tên tay mơ thai ca bia chỉ nịch. Anh chẳng hời, phía riêu cốt ba này dạy tha. Ní cứ chia mù là hạt mùi. Đại thơ vớ ôi lúc ở bốc, mình bốn tờ nà. Cứ cốt ban vỡ vỡ. Hai cô bình tuốc bình đồng tờ tiệt. Phía riêu ban xuống tờ căn khôn mến bình thèm tiệt tha. Ta môn bêl, đại lúc ở bốc ban sắp bật bong chỉ vật. Ta miên nẹ nà, đại nợ khó bai cốt đại rửa ọt. Khôn mến ban bạp tha nẹ đại nợ khó bai. Cứ chiên niệm bà đai rồi bỏ cốt nụ anh. Anh chân, bần tuốc bình nụ tớ kháng bị thi co rồi bỏ dân. Cốt cậu ban thơ ca xong phía chư mùi nâng niệm bà đai rồi bỏ khôn bên tay mà đòn. Pê đai là phía riêu ban chúc tờ căn niệm bà đai hơi. Phía riêu ban xua tờ căn niệm bà đai tha. Cứ lộn ở bốc, miên ca bồi bà rộm. Miên ca sở lành huông hành tờ căn niệm bà đai khăn nà. Hai cốt tay tay xua tha tờ niệm bà đai sở lành cốt đai rửa ọt. Ta cốt ban xuống biển đi đại tế. Niệm bật đáy ban bạp tha cứ bật mên. Đây là bỏ cốt tay tại xu bạp nâng. Hai phía riêu ban xuống tha. Ta niệm bật đáy thuộc cho lời đai rửa ớt tha sở lành cốt. Niệm bật đáy ban bạp tha. Cứ cốt ớt đáy cho lời tế. Cốt tay tay để dạy tha. Ở kết khuôn ai mơ tư. Rốt nâng chỉ mùi khí nì. Miên côn buôn bạm tờ hơi. Kết mơ tư tha sở lành rửa mình sở lành. Anh chẳng hãy có bình tuốc bình nụt tử, bị thi co rồi bỏ dưỡng ban xuống tờ càng phía điều tha. Ta rương rao mù là hẹt, đại xạ xóp bô chia mình chết nè. Ta bình miền hẹt ca rương rao ở vầy. Phía riêu cột ban để dạy tha. Rương tì mùi. Rương tì mùi cứ tiện tồn, tờ nâng ca xạ rồi bỏ cột. Đói xa tại ca xạ mùi ní, miền cụ ba à trà. Cột ban phải cho môn à cùng. Anh chẳng hãy có ai thơ vơ ai rồi bỏ tình ọt ní, miền ca xẻ xòl. Hai cốt co chia một đồng vấn đề, đại cổ rộp anh chân hai cư thơ ôi môn ở cổ môi ní, rất tài khăn. Hai tỷ bì, đòi xa tài cốt cư chia một đồng vấn đề, đại sở lành huông hán từ càng cổng cổ xa. Cốt sở lành từ càng niệm bà đài khăn nà. Cốt tay anh tài xuống từ càng niệm bà đài, tha sở lành cốt đài rửa ọt. Tay niệm bà đài ọt đài tọp, cho chết ấy cốt nâng ạ,
đây kết bị bạ chất kết tay mà để anh chẳng bế để cuộc sạp tử cuộc nâu tay mình đang chồng lại tha tao bật bồn được bỏ cuộc sổ lành cuộc đai rửa ọt ní có chia mù là 2 tỷ phí đại thơ vớ ơi đuông vệ nhiên mình prom tờ nà hai co đất mình chạy được khỉa anh chẳng bị thi co rồi bỏ dớt ban suốt tư căn phê riêng bằng tham tiệt tha ta thơ vơ dẫn mạch đầm bay ai đuông vệ nhiên có đôi chia xa xóp trớ bô chi ở ọt phê riêng cuộc ba để dạy tha bao sân chỉ chọn bô chia xa xóp ở ọt cứ tì mùi trớ tai ai nẹ mà đài chiến nẹ ai thục chiến nẹ nị dày hai đập mục nợ khăn ông căng bị thi mùi nẹ bọn tay ca nị dây nu cứ nị dây trâm tại pi mặt tê đòi xa tại đuông bụi nhiên tròn đắng tròn lư cứ bịa tha sro lánh cuộn đai rửa ọt cứ cuốt tròn đắng tròn lư tại bịa tập bàn đằng ảnh đôi chân này hỏi nợ khăn ông bền đi dưỡng ban đăng hỏi tha cá bô chia dạ sọp mình prom che lợt tì mùi lợt tì pi chỉ lợt tì bay đòi xa tại đuông bụi nhiên bỏ cuốt miền cá prui bà rom tập cản côn chai trong đăng tha ta phê rì 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 bọc luôn sở lãnh luôn đai rửa ọt miền ca bối bà rộm trong chùm nội đi hai chùm nội mùi tiệt đòi xa thì cuột ban tử xạ bằng cho môn ả cung anh chân hai cư môn ả cung tiếng ọt nút mình prom lửa lì sạp số này đòi xa thì cuột miền cru anh chân có ai thơ vơ ai trong chùm nội nâng còn nấu xe xòl đôi chân nét có bần tua pi phê rì cuột ban thơ vơ ca định dây vượt nhẹ nơi khăn nông cam bị thị rối phía riêu của đôi chị khang cổng cổ xá cốt ban thơ vơ đồng nào từ căn cả lạnh đã lúc ở bụng rồi bỏ cốt ban cọp đã nở xoan môi chùm nua nữa đồng bây cua dốt mọc vinh đồng bây dốt từ thơ vơ bị thi ở chóp dọc cổng anh chẳng phê đại bụng cốt ban thơ vơ đồng nào từ đó vụt hỡi cốt của bạn từ cua dốt riêng cài rồi bỏ lúc ở bụng đã bố chi ở trẻ đồng bây dốt mọc thơ vơ bị thi mà xa tiện anh chẳng nếu bà đáy cục bàn để dây tha ô ôi khá nhóm xông tố đại ca nở ruộng mình bàn bà rạp ca bếp tại ở lời chọn bà rạp tha cuộc sổ lành phá đầy rồi bỏ cuộc khăn nà nơi khá nông bền đủ phía riêu cuộc cục bàn khơi tha miễn đuông vĩ nhiên rồi bỏ lục ở bốc bàn bằng hành khá luôn ở cuộc khơi bàn ông côi nơi kháng múc nếu bà đáy nâng anh đôi chân này hai liệu khá nạ ca ông côi rồi bỏ cuộc bàn ông côi chỉ liệu khá nạ trong hông thơ vơ nhé mùi nhé bì nơi khá nông bê nút nếu bà đáy có đôi chứ con trao rồi bỏ cuộc miên ca phở nhận bà ai dàng khăn đòi xa tay cuộc ọt đáy bàn để dây ông bì ca ông côi ấy nâng chứ mùi nâng phía riêu ấy bàn tay phía riêu bàn đăng bàn lứ thơ vơ ở cuộc kê tha nút cứ chia lúc ở bụng rồi bỏ cuộc mà rối phía rồi bất bật cọt đôi chân này bần tù bì khăn cồm cổ xa rồi bỏ cốt bàn thơ vơ ca xong khả má tốt ạ hào sạc cam ai khả niên đứng khả ni hai miên lục dây miên lục ta miên bà bôn miên côn miên châu cốt cọ bàn chôn đầm nào lúc ở bốc chỉ lực trong cỏ hai đôi chân này hai à vấy đại đuông vụ nhiên miên ca bối bà rộm cứ cốt bàn tử đòi ngọc sốc cốt bàn đăng chùm lời nây ca bất đại cốt trong đằng hai đôi chân này có dùm rạp video mùi nâng cứ bán bằng chóp tại trầm nâng đôi chân này bảo sân chỉ ca để dây rồi bỏ khó nhóm miền ca khó khát khát khó chú côn trống chùm lạch nà có xóm bốc mai bông bồn từng ở khá niêm mê ta khăn tay ở phẩy tổ phong đôi chân này chỉ chọn cầu khó nhóm bát có miền bịa xâm đầy khá khá chọn để dây tha môn à cùng rồi bỏ khó mai phở dân bất chỉ khá lăng ở cha khá lăng bền tên tăng tay bì sợ mây đồn ta tăng tay bì bỏ rong bỏ ran để dây rung tớ cứ bất chỉ giả hào khá lăng bền tên bà cặp mình một đợt mình che đội bịa chà chà cuộn ban để dạy bệnh mền anh chẳng có xem ra video mới nâng cứ bán bên chọp hái đội chân này có những bạn có ở miền ở vầy nụ tì miền tập bịa xôm ô côn xôm châm riệp lì bye bye.